Chào buổi tối tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Sang. Thì buổi tối hôm nay á mọi người, Sang với lại thằng em trường của Sang, hai anh em sẽ đi bắt ốc nha. Để mình tối về mình rộng á. Và sáng mai Sang với mọi người sẽ làm một cái món gì đó ngon để cùng thưởng thức luôn nha. Đó, bây giờ thì bắt ốc mọi người. Ốc mà muốn bắt ốc to á, thì Sang với mọi người sẽ vào những cái khu ruộng rau muống á, mà nước nó ở đó nó yên tĩnh và đặc biệt là không có con gì quậy á, thì ốc trong đó nó rất là bự nha. Đó, mình ra đó mình bắt một mớ về để mình làm món nha. Đây là cái khu ruộng rau muống, nó im lắm mọi người. Xuống đâu thế à? Đâu ê mọi người, con đầu tiên nè, để xem quậy cho mọi người xem này. Đó, mình bắt mấy con cỡ như thế này nha. Đó, để mình làm món ăn rất là ngon quá. Đây nè, ốc bu ở trong cái ruộng rau muống này được cái rất là sạch luôn mọi người. Ê con dưới bự á. Đây nè mọi người, con đầu tiên nha, để mình bắt nhiều về Sang với mọi người cùng làm món nha. Ốc thì mùa này khá là ngon luôn á, để mình kiếm một cái món gì đó làm cho mọi người cùng thưởng thức. Rồi kỹ ra ngoài xa nữa nha trường, coi chừng nó đậu trên mấy cái cành nó muốn nó nằm dưới nước luôn á. Đó, thả tay xuống. Đây nè, ốc này sạch lắm mọi người, như trần. Rồi tiếp tục mình bắt cỡ chừng một xô về để mình làm món luôn mọi người. Mọi người coi ốc cỡ này nè, mình làm món ăn ngon lắm mọi người. Đây nè, trời ơi ốc đây ngon chưa, quá đã luôn á. Mình dựa theo bờ này mình bắt là toàn là ốc sạch mà nó to nữa mọi người. Ôi chua. Đây nè mọi người, thấy quá ngon luôn, 2-3 con luôn. Ốc bu mùa này thì ăn thì là món ăn thì ngon còn gì bằng nữa. Mọi người coi con ốc bu nè mọi người, ở trong cái ruộng rau muống này nó vừa sạch mà nó vừa to nữa. Mọi người con ốc bu vàng đó, quá là đã luôn á, quá bự luôn, cho nó vô luôn. Đây mọi người, 2 con nha. Con này là ốc bu vàng chính thức luôn mọi người, nó không có màu đen luôn, nó vàng luôn nè. Đấy mọi người, thấy quá ngon, nó đậu lên chân luôn nè. Đây nè, bắt hay chưa, trời ơi chà bá luôn, to mọi người. Đó, nãy giờ mình bắt được mười mấy 20 con đĩa trứng à. À giờ này nó lên đĩa trứng à, quá là ngon luôn á. Hay mình ăn hay thả nó hả? Nó ăn đi, nó đĩa ra là nhiều lắm. Ở ruộng này quá trời ốc bu luôn mọi người. Yes. Đây nè, đó. Cái đèn pin em rồi đó. Mình đi dọc cái ruộng ra muống này bắt cũng phải cả xô ốc á mọi người. Ốc nhiều lắm, về làm món ăn nữa. Mọi người xem bọn nó đang bu lại cái cùi chuối để nó ăn nè mọi người nè. Đấy nè mọi người, đó bắt con bự trước nha. Chưa, bỏ vô. Đây nè, 2 con được, 2 con bự mọi người. Ấy đây nè, chặt bá luôn, to ốc cái này ăn sướng mọi người. Đây mọi người, đó to ơi là to luôn. Ôi mọi người, con ốc nè, coi 2 con ốc nè, trời ơi quá bự luôn á. Trời ơi mọi người, con ốc nè, trời ơi trời bá luôn, quá là đã luôn á. Mọi người xem, nãy giờ hai anh em Sang đi có khoảng 15 phút mà mọi người coi ốc nè, trời ơi quá trời luôn, toàn to không mọi người à. Mọi người nhìn cái xô ốc của Sang với anh Trường hấp dẫn không? Ốc này mà về làm món ăn mọi người cực kỳ ngon luôn á. Trời ơi con ốc bà cố nậu luôn mọi người. Mọi người xem nè, để Sang quay gần cho mọi người xem nè. Đây nè, Trường mà nhìn thấy khủng luôn á. Đây nè, trời ơi mọi người, con ốc nè. Quá đã luôn Trường ơi, con ốc nè. Đây nè Trường, đây nè, đó nướng đầu nó đi, bắt nó đi, cho nó vô xô. Trời mọi người coi ốc nè, nhìn hấp dẫn chưa. Ốc này là món ăn thôi chứ nhức nách luôn á.
Nãy giờ Sang với mọi người đi có một tí thiếu mà mọi người coi ốc nè, con nào con nấy chà bá thôi, bự lắm. Trường bắt mấy ốc ra cho mọi người xem. Thò ô ốc coi mọi người coi nè. Thó ốc cỡ này không mọi người. Ốc này rất là ngon quá. Mọi người xem nè. Thò ô to to không à. Quá là đã luôn á mọi người ơi. Bây giờ thì Sang với lại Trường sẽ đi về nha mọi người, để mình rộng một đêm, và sáng mai Sang với mọi người sẽ làm một cái món. Sang tính dự định làm cho mọi người một cái món rất là ngon luôn, đó là ốc nướng lá gừng nha. Rồi bây giờ mình mang về mình rộng cái nha mọi người. Chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Thì mọi người ơi, Sang đã ngâm ốc rồi nha. Để ngâm được ốc này sạch mọi người, mọi người cần rộng cho Sang qua một đêm nha. Cái thứ hai nữa là khi mọi người ngâm á, thì mọi người lấy cái nước vo cơm mọi người, mình ngâm cho nó sạch. Kèm theo đó là mình sẽ sắc vài trái ớt vào trong đây nha. Mình ngâm khoảng 30 phút á mọi người là mình sẽ lấy ra mình chế biến được rồi nha. Bây giờ Sang với mọi người sẽ cắt một ít tiếp xả nha. Đó, mình sẽ luộc sơ qua mấy con ốc nha mọi người. Luộc sơ thôi, mọi người đừng có luộc chín, để xíu nữa mình nướng với lá gừng ăn cho nó ngon. Sẽ bắt son ốc lên để mình luộc sơ nha mọi người. Ốc thì mọi người xếp cho Sang một lớp sả một lớp ốc nha. Sang có xếp một lớp sả ở dưới rồi. Bây giờ mình luộc sơ qua thôi nha, cho nó chín sơ thôi. Sau đó mình sẽ chế biến cái món ốc nướng lá gừng nha mọi người. Sang với mọi người sẽ hái một ít lá gừng nha. Cái món này thì đặc biệt phải có lá gừng ăn rất ngon mọi người. Gừng thì nhà Sang trồng nhiều lắm đó, để dành kho cá đồng mọi người, ăn rất là ngon luôn á. Cho cái lá gừng mình mới sắc nhỏ vào trong đây nha. Rồi mình trộn lên. Đấy. Rồi em Trường trộn lên đi em. Mọi người nhìn thấy cái món này có hấp dẫn không? Chưa ăn là đã thấy hấp dẫn rồi. Mình trộn cái gia vị này lên mọi người. Rồi xí nữa Sang với mọi người sẽ bỏ lên mấy con ốc nướng á. Ăn đảm bảo cực kỳ và thấm và ngon luôn á. Đấy, mọi người thấy ốc nhìn hấp dẫn không? Nó đã chín sơ rồi nha, rất là thơm luôn á. Bây giờ Sang với mọi người sẽ nhắc ra nha. Đấy. Bây giờ Sang với mọi người sẽ đổ ốc ra rổ nha. Sau đó là mình sẽ bắt lên lại lên trên vỉ và mình nướng, mình bỏ thêm cái sốt gừng với ớt vô mọi người. Cho từng con ốc lên trên cái lò này nha. Đó, mình sẽ nướng, mình chờ khi mà nó bắt đầu nó sôi sôi nhẹ con ốc á mọi người, là Sang với mọi người sẽ lấy cái nước sốt gừng á, mình bỏ vào trong đây là nó thấm vô con ốc đều, ăn sẽ ngon hơn. Bây giờ nó bắt đầu nó sôi nhẹ nhẹ lên rồi mọi người à. Để Sang chờ cho nó rút bớt một cái tí nước ở trong đây á, là mình sẽ bắt đầu cho cái cối gia vị của mình lên nha. Thằng Trường bắt đầu cho mấy cái gia vị của mình vào nha, để cho bắt đầu nó rút nước vô con ốc ăn cho nó ngon á mọi người. Mọi người nhìn thấy có hấp dẫn không? Đấy, quá là đã luôn á. Nó sôi sùng sục nè mọi người nè. Ui chua chua, đã quá mọi người ơi. Sang với mọi người sẽ bắt đầu cho nó ra dĩa nha, chứ để ở trên đây nó cháy mọi người, để mình cho lớp khác lên. Sau khi mình luộc xong rồi mình bắt lên nướng á, nó thấm gia vị rồi xong thì mình sẽ lấy cái phần đuôi nó ra nha. Đó, mình chỉ ăn phần đầu thôi mọi người. Đấy, quá là đã luôn á. Nó thấm gia vị vô hết bên trong rồi nên là nó rất là ngon luôn. Món này ngon lắm mọi người. Đợi Trường nó thưởng thức review xong á thì Sang sẽ ăn thử và cảm nhận cho mọi người xem nha. Đó, mọi người xem con ốc nè. Đấy, quá là đã luôn á, quá là ngon luôn mọi người à. Em ăn, em là người review lần đầu tiên thì em cảm thấy như thế nào? Ngon. Ngon đúng không? Nghe mùi xả thơm, nghe mùi gần thơm. Thơm đúng không? Anh chưa ăn mà anh nhìn mẹ ăn anh vẫn thấy thèm luôn mọi người. Sang sẽ thử nha. Đấy, ốc này mọi người, khi mọi người kéo ra thì nó đã đi hết cái phần ruột rồi. Bây giờ mình cầm nguyên con ốc như thế này luôn mọi người xem nè. Đó, quá là ngon luôn. Tại vì mình không cần đâm nước chấm luôn, tại vì mình đã đâm gia vị vô trong đây rồi nha. Mọi người nhìn con ốc nè, mặt ngon cực kỳ luôn nha. Bây giờ Sang sẽ thử nha mọi người. Ngon lắm. Nó có cái vị thơm thơm của lá gừng đó mọi người, chứ là cái vị xả mà mới nãy mình luộc á. Và nó có cái độ cay cay, tại mới nãy Sang đâm hai trái ớt để vừa ăn mọi người. Đặc biệt nha, là nó có cái mùi thơm thơm của cái phần lá gừng mà bữa nay mình bỏ vô á. Ngon lắm. Hôm nay mà mấy con ốc nào mà nó còn nước như vậy nè mọi người. Đó, rất là ngon luôn. Mình húp hết cái nước đó luôn mọi người, để Sang thử nha.
ừ, quá đã luôn. Nước nó béo béo, thơm thơm mọi người. Đặc biệt là thơm mùi lá gừng á, ngon lắm mọi người. Đây nè, quá đã. Ôi trời, quá ngon luôn mọi người. Đây nè mọi người, coi con ốc nè, nhìn có đã không? Mọi người coi trường nó ăn à, xem thấy thèm luôn á. Ngon không? Quá là đã luôn mọi người ơi. Đấy mọi người coi nè, ui chua chua, mọi người con ốc nè, trường nó đang cầm run run tay luôn mọi người. Quá là đã luôn á, để sang thử nha. Ngon chưa? Đấy mọi người xem nè, ngon chưa mọi người ơi, quá đã luôn. Ui cha, thèm quá. Sẽ mời mọi người luôn nha, chúc mọi người một ngày thật sự tuyệt vời luôn nha mọi người. Mọi người con ốc nè, ngon lắm. Cái món này là đặc biệt của Sang luôn mọi người, hầu như là không ai làm, chỉ có mình Sang làm à. Ngon lắm mọi người, quá là đã luôn á. Người con ốc nè, trương trương dính dính con ốc vô anh chưa. Đây nè, để Sang gỡ ra cho mọi người xem nè. Ui chù choa mọi người xem nè. Đấy, quá là đã luôn. Mọi người nhìn đây, trời ơi mọi người, con ốc nè, béo mà mập nữa mọi người ơi. Đó, bây giờ mình chỉ cần lấy cái phần đuôi ra là mình quết thêm cái miếng lá gừng ở trên đây vô mọi người. Ăn rất là ngon luôn á. Con tiếp theo mọi người, nãy giờ Sang ăn 3-4 con rồi. Ngon lắm mọi người ơi. Nào mọi người xem nè. Trời ơi mọi người, con ốc nè, quá là đã luôn á. Ốc bu mùa này nó mập mọi người, ăn sướng. Mời mọi người luôn nha. Quá đã luôn mọi người, ngon lắm. Mọi người không tin về làm thử đi, Sang đảm bảo là ngon luôn. Thì Sang cũng cảm ơn mọi người đã xem hết video này của Sang nha. Mọi người nhớ ấn đăng ký kênh cũng như chia sẻ video giúp Sang có nhiều động lực hơn ra video mới nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp mọi người ở video lần sau. Bye.